Nhưng mà dễ chi đâu, con giết mà. À, ông hai nói là ông hai tỷ đây này. Con Có thể biết đây ông hai, ông hai nói là ông hai phía bù lên trên đây. Cảm thấy mình cảm thấy rất là hồi hộp luôn á. Lần đầu tiên mà chứng kiến được cái cảnh này luôn cả nhà. Đây là một trong những cảnh mà mình rất là hiếm thấy. Thật sự rất là hồi hộp, bởi vì mình đã rất là nghi ngờ cái điều này là từ lần trước rồi, nhưng mà ngày hôm nay lần thứ hai đến đây mình mới dám bạo gan hỏi ông hai về cái điều này cả nhà. Thì đó cả nhà cũng thấy rồi, ông hai là một trong số những thầy bùa đích thực luôn. 85 tuổi mà cả nhà thấy không, ông tuy rất là yếu rồi nhưng mà vẽ bùa còn rất là chuẩn. Thì đây là những cái câu chuyện mà chúng ta không có thể nào mà giải thích được. Xong rồi ông hai vẽ xong rồi. Wow. Ông hai ơi, Ừ. 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 Ví dụ muốn nhốt ba làm tên họ bỏ vô thì trên là lấy cái giấy viết lại rồi rồi là mới mới nó phải vậy đó. Làm tên họ nó bỏ vô đây không, nó coi coi làm gì đó. là tên của người sống hay tên người mất? Tên người sống chứ đã làm đâu mà làm tên người mất. Có nghĩa rằng là cái bình này vừa nhốt người mất và có thể nhốt được một người đang sống luôn. À vậy là hại cái nha, gọi là làm nên để hại này, có nghĩa rằng là nhốt cái hồn của người đang sống vào đây cho ta. Sao mình nghe đó có gì đó đấy. Mà nó bắt không được, mà nó muốn lên nổ phái đi mà bác không được, thế nên giờ ở đây nổ tức nó mới nhờ thầy để làm bỏ vô đấy vậy cái gì đó tận cho nó tra À vậy vậy là cái người mà ăn cắp đồ á, cái mình biết người đó mà người đó không trả mà mình cũng không tiện đi đòi, thì làm cái cách của ông hai nói rằng là viết họ tên của người đó bỏ vào đây là họ sẽ tự động mang cái đồ đó hoặc là cái gì đó họ ăn cắp được của mình, họ mang tới họ trả. tới là nó mang nó dục cửa. Mang cái này hoặc là họ mang đồ tới ngay cửa họ trả mình luôn. Rồi wow, mình nghe cái câu chuyện đó rất là kỳ lạ cả nhà, ai có thể giải thích được điều này không? Thật sự rất là khó giải thích. Có nghĩa rằng là ông hai đang vẽ cái này á là để giúp cho người ta trả đồ, còn những cái bùa đây này, cái bùa mà ẩn ẩn ở trong cả nhà thấy không, là cái bùa cũ này. Đúng rồi á, rồi bùa nhốt người, rồi bùa giết người cũng Trời có, đất, rồi bùa phá tà ma đi cũng có, trời. cái này đúng hết, rồi đúng rồi yếu rồi đâu đúng rồi rồi hết, đâu Quá phải trời. bộ rồi bùa đâu, bùa nào không phải bùa đấy. Ô hồi tôi ăn thì chắc chuyện những
làm giới giá nội trợ chứ lại mình ăn tiền ăn bạc mà pháp đức. Dạ. Làm được ăn được nói được làm được, còn không thì đâu nói đừng nói làm tiền đã làm mất đức mà sao con dâu thôi mà mình làm nên người ta thì nó phải lên nổ nên mình thì nói vậy chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.